Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Nha Khoa Hưng Tâm. Kính thưa quý vị khách hàng, ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ với vị khách hàng tiếp theo, đó chính là chị Thương đến từ Bình Tân. Và đây cũng chính là vị khách hàng may mắn nhận được chương trình thay răng sứ kim loại phòng răng vàng sứ miễn phí. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với chị Thương nhé. Dạ, em xin chào chị ạ. Chị ơi, chị có thể giới thiệu đôi nét về bản thân cho tất cả các vị khách hàng được không ạ? Mình tên là Thương, năm nay mình 36 tuổi và đến từ quận Bình Tân. Dạ, vậy chị Thương ơi, bằng cách nào mà mình biết đến Nha Khoa Hưng Tâm vậy chị? Thì mình có được người thân giới thiệu. Tức là mình đã có người thân làm tại Nha Khoa Hưng Tâm. Đúng rồi, đúng không ạ? Đúng. Vậy thì khi mà người thân giới thiệu mình đến Nha Khoa thì làm thế nào chị biết được cái chương trình thay răng sứ kim loại vậy ạ? Thì cũng vô tình đến, mình chỉ thăm khám và bác sĩ giới thiệu là có chương trình này thôi. Có chương trình thay răng sứ kim loại thành răng toàn sứ. Vậy chị Thương đã thay bao nhiêu răng sứ kim loại rồi chị? Chị hiện tại có 4 răng sứ kim loại và được bác sĩ giới thiệu là thay răng toàn sứ. Vậy thì cái phần răng sứ kim loại như vậy mình làm trước đây đến giờ là đã được 10 năm rồi. Đúng rồi. Một khoảng thời gian cũng rất là lâu mọi người ạ. Thì trong cái thời gian đó chị Thương có cảm thấy là cái phần răng sứ kim loại này nó gây bất tiện gì cho mình không? Có chứ, 10 năm rồi thì răng chị đã bị thụt níu và bị đen níu. Đối với lại những trường hợp mình đang mang răng sứ kim loại như chị Thương, một thời gian lâu thì nó sẽ bị oxy hóa và hầu hết là sẽ dẫn đến những tình trạng như chị Thương vừa chia sẻ, đó là đen viền níu. Vậy thì ngày hôm nay chị Thương đã gắn răng kết thúc rồi, đúng không ạ? Thì chị cảm thấy là cái hàm răng mới này nó như thế nào? Thì nay đã kết thúc gắn răng rồi thì chị rất hài lòng về sự nhiệt tình của các bác sĩ ở An Tâm. Chị rất hài lòng về bộ răng mới này, được các bác sĩ ở Nha Khoa An Tâm cho chị được nụ cười tươi hơn. Vậy thì chị Thương có thể chia sẻ cho tất cả mọi người là cái quá trình mình thay đổi răng sứ như vậy thì mất bao lâu vậy chị? Cũng nhanh em. Trong quá trình chị thăm khám ở đây thì trong vòng 1 tới 2 ngày là có bộ răng mới rồi. Đối với lại trường hợp mà chúng ta thay răng sứ kim loại thành răng vàng sứ như chị Thương thì cái thời gian đi lại cũng rất là nhanh nha mọi người. Chỉ tầm 2 đến 3 ngày là chúng ta có thể thay đổi một hàm răng mới để có một diện mạo mới rồi. Ngày hôm nay thì mình cũng đã gắn răng kết thúc rồi, đúng không chị Thương? Thì nhân qua đây chị có đôi lời nào muốn gửi đến các bác sĩ là những người đã trực tiếp làm răng cho chị không ạ? Chị cảm ơn tất cả các bác sĩ và nhân viên của Nha Khoa An Tâm đã cho chị lấy lại được một nụ cười tự tin hơn. Dạ vâng, em xin cảm ơn chị Thương và những lời chia sẻ rất là chân thật từ chị Thương, một vị khách hàng thực tế của chúng ta đã vừa trải nghiệm chương trình. Thì hy vọng rằng tất cả mọi người, nhất là những ai đang sử dụng răng sứ kim loại, chúng ta có thể biết đến chương trình và nhanh tay đăng ký để nhanh chóng có một nụ cười tự tin và tỏa sáng giống như chị Thương ngày hôm nay nhé. Và em xin cũng xin cảm ơn chị Thương và chúc cho chị Thương là sẽ cười thật nhiều hơn với nụ cười mới này. Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những số quay tiếp theo của Nha Khoa Hưng Tâm nhé. Mình tên là Thương, năm nay mình 36 tuổi, mình đến từ Bình Tân. Thì hôm nay mình có được người thân giới thiệu đến Nha Khoa An Tâm. Thì mình mang răng, đã gắn răng sứ kim loại tới 10 năm rồi. Thì nên nay được biết bên Nha Khoa An Tâm có chương trình khuyến mãi là mình có 4 răng sứ kim loại thì được Nha Khoa An Tâm thay miễn phí răng toàn sứ. Nên mình đã trải nghiệm thực tế tại Nha Khoa An Tâm thì đúng như là những gì Nha Khoa An Tâm đã giới thiệu. Thì qua chương trình này mình cũng muốn lan tỏa tới mọi người biết tới Nha Khoa An Tâm là có chương trình làm miễn phí thay răng sứ kim loại toàn răng toàn sứ. Nên những ai đang mang răng sứ kim loại thì cứ tới Nha Khoa An Tâm yên tâm thay miễn phí hoàn toàn, dù là bao nhiêu răng cũng miễn phí hết. Thì mình cảm ơn tất cả thành viên Nha Khoa An Tâm và cho mình có một nụ cười tươi mới hơn.